一个吧，我已经哥哥黄的风筝和热闹的楼总上了。一个吧，我天哥董哥给那段的给他。一个刚推荐的酒和各种级准管的总监大姐说57分为大自然。各位各位总监开满大的车站，各位新年朝嗯。sự hiện diện của các quý vị đại biểu, các đồng chí huấn luyện viên, các đồng chí trưởng đoàn và các vận động viên về tham dự giải vô địch cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng tranh cúp kỷ tướng tương lai lần thứ hai năm 2017. Kính thưa các quý vị đại biểu, cờ vua là một môn thể thao trí tuệ tuyệt vời, là môn thể thao mà Việt Nam chúng ta có thể thi đấu song phẳng với các cường quốc và các quốc gia trên đấu trường quốc tế. Trong những năm vừa qua, cờ vua Việt Nam đã giành những thành tích rất đáng tự hào, nổi bật với những tên tuổi đứng đấy như đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm, đại kiện tướng quốc tế Nguyễn Ngọc Trường Sơn, kiện tướng quốc tế Nguyễn Anh Khôi, kiện tướng Nguyễn Lê Cẩm Hiền và gần đây nhất là đội tuyển cờ vua nữ quốc gia Việt Nam đã đạt hạng 7 tại Olympiad cờ vua thế giới năm 2016, cũng như là đội tuyển